Lan Ngọc bị khủng bố Facebook vì tin đồn tranh vai với Phương Trinh. Hàng loạt anti-fan sử dụng nick ảo để bày tỏ phản đối, tẩy chay Lan Ngọc sau khi tin đồn tranh vai nữ chính rộ lên. Thông tin Angela Phương Trinh rút khỏi dự án phim Mối tình đầu của tôi, phiên bản Việt hóa của SeaWorld Freddy, sau 3 tháng đồng hành quảng bá bộ phim khiến nhiều người bất ngờ. Cùng lúc này, nhà sản xuất cũng công bố dàn diễn viên của bộ phim, trong đó Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai chính. Điều này khiến tin đồn nàng cám tranh vai của bà mẹ nhí rộ lên. Dù không có bằng chứng, nhiều người vẫn khẳng định chắc chắn việc Lan Ngọc không tham gia các tin phim, chen ngang vào vị trí vốn dành cho Phương Trinh. Trên Facebook của nữ diễn viên tấm cám, nhiều nick ảo của anti-fan để lại những lời bình luận kiếm nhã, tuyên bố sẽ tẩy chay Lan Ngọc cũng như mối tình đầu của tôi sau vụ việc này. Trước tin đồn có vấn đề trong khâu tuyển chọn diễn viên, nhà sản xuất lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chuyện giật vai. Ngay từ đầu, Angela Phương Trinh đã được hai đạo diễn Trần Bảo Nhân và Nam Sito hướng đến vai nữ thứ, cô bạn thân xinh đẹp sang chảnh của nữ chính. Việc Angela Phương Trinh bất ngờ rút lui không phải vì Lan Ngọc chen ngang, mà vì một số điều không thỏa thuận được với ekip phim. Nhà sản xuất cũng cho biết Lan Ngọc có tham gia tuyển chọn nam chính, chứ không phải hoàn toàn vắng mặt ở các khâu PR phim như tin đồn. Đạo diễn Bảo Nhân tung bằng chứng tin nhắn cho thấy, từ hôm 23 tháng 3, trước khi họp báo công bố dự án phim một tuần, Lan Ngọc đã được chốt vai nữ chính. Trong buổi họp báo chỉ xuất hiện Phương Trinh là vì nhà sản xuất muốn giữ bí mật của bộ phim đến phút chót. Các em nhỏ ơi, các em nên lịch sự nhé, các em chưa biết gì đừng nên hỗn hào. Các em xem ngày 30 tháng 3 công bố dự án, thì trước đó và chính thức đến ngày 23 tháng 3, diễn viên Lan Ngọc đã làm việc cùng ekip với vai An Chi là vai Hy Jin đấy. Cho nên không có chuyện như các em đang PR dùm kẻ xấu đâu em nhé. Anh nghĩ khi các em nhỏ đọc và hiểu được thông tin bên dưới thì các bạn tự hiểu mình đã đúng hay sai. Hiện tại Lan Ngọc vẫn giữ im lặng và chưa muốn lên tiếng về tin đồn này. Chân dung chồng đại gia của ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết. Ngoài việc sở hữu khối tài sản triệu đô, chồng Minh Tuyết Diệp Nhi Khê còn được rất nhiều đại gia kính nể vì sự hiểu biết và tài giỏi. Minh Tuyết là ca sĩ hải ngoại được nhiều người yêu mến, là người nổi tiếng nhưng Minh Tuyết lại rất kín tiếng về đời tư. Minh Tuyết và Diệp Nhi Khê đã âm thầm về chung một nhà và hoàn thành thủ tục kết hôn từ năm 2000. Cả hai chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng ở cả Mỹ lẫn Việt Nam vào năm 2013. Suốt thời gian dài yêu thương nhau, Diệp Nhi Khê trở thành động lực để Minh Tuyết nỗ lực bứt phá trong sự nghiệp. Qua tìm hiểu thêm được biết, doanh nhân Diệp Nhi Khê bằng tuổi với Minh Tuyết. Anh là một doanh nhân thành đạt người Mỹ gốc Việt tại bang California, sở hữu khối tài sản triệu đô. Cùng việc nắm trong tay nhiều dự án bất động sản lớn, Diệp Nhi Khê còn được rất nhiều đại gia kính nể vì sự hiểu biết tài giỏi của mình. Cuộc sống êm ấm hiện tại của Minh Tuyết và Diệp Nhi Khê hiện đang là niềm khát khao của nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Diệp Nhi Khê, anh luôn là chỗ dựa và động lực cho Minh Tuyết phát triển sự nghiệp của cô. Nếu thật sự ly hôn, Tim và Trương Quỳnh Anh sẽ chịu tổn thất kinh tế như thế nào? Trong khi tòa án đã khẳng định việc Tim và Trương Quỳnh Anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn, thì cặp đôi này tỏ ra hoàn toàn bình thường, phủ nhận mọi việc. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh câu chuyện đường ai nấy đi của cặp đôi này. Tim và Trương Quỳnh Anh được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp trong showbiz. Sau 7 năm quen nhau, trải qua nhiều sóng gió, họ đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, cùng kế hoạch tổ chức đám cưới trong một ngày gần nhất. Bất ngờ chiều ngày 17 tháng 5, có thông tin khẳng định Trương Quỳnh Anh và Tim đã nộp đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và tòa đã ra quyết định thuận tình ly hôn vì các bên đã thỏa thuận được với nhau. Ngay lập tức, Tim đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời cho biết sẽ liên lạc với tờ báo đã đưa tin để làm rõ sự việc. Khi công chúng vẫn chưa hết xôn xao bàn tán, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn thoải mái livestream vui vẻ cùng nhau. Cả gia đình còn có một buổi chụp hình cho một tờ báo vào ngày hôm sau. Điều này phần nào trấn an được người hâm mộ. Rất có thể những tin đồn về việc đường ai nấy đi là một sự nhầm lẫn nào đó. Tuy nhiên, đến chiều ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với báo chí, Tim và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn, hai người hoàn tất mọi thủ tục vào ngày 16 tháng 5. Trương Quỳnh Anh là người chủ động đệ đơn ly hôn vì những lý do không thể hàn gắn.
chưa thể hiểu vì sao Tim và Trương Quỳnh Anh lại không chịu công khai chuyện ly hôn khi tất cả mọi chuyện gần như đã rõ ràng. Rất có thể giữa hai người còn những ràng buộc liên quan đến công việc, nên việc đường ai nấy đi ngay thời điểm này sẽ gây tổn thất nặng nề. Những dự án quảng cáo liên quan đến các sản phẩm gia đình có nguy cơ phải dừng lại. Là một trong những gia đình được công chúng yêu mến bởi sự hạnh phúc gắn kết bền chặt, Tim và Trương Quỳnh Anh khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ghen tị vì những cử chỉ thân mật ngọt ngào mỗi khi xuất hiện ở những nơi đông người. Cặp đôi còn chăm sóc cho con trai đầu lòng vô cùng khéo, khiến cô cậu tròn chỉnh, mập mạp đáng yêu. Điều này khiến cho Tim và Trương Quỳnh Anh được một vài dự án quảng cáo liên quan đến các sản phẩm cho gia đình. Mới đây nhất là quảng bá du lịch tại Thái Lan. Chính vì thế việc công khai ly hôn giữa thời điểm này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những hợp đồng quảng cáo. Đây có thể là lời lý giải cho nguyên nhân vì sao cơm không lành, canh chẳng ngọt nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn phải đồng hành cùng nhau. Cặp đôi còn bị ràng buộc bởi hợp đồng quảng cáo nên công khai vào thời điểm này vẫn chưa thích hợp. Các chương trình giải trí, game show, event đã quen với việc Tim và Trương Quỳnh Anh là một cặp sẽ đồng hành cùng nhau. Dễ dàng nhận ra, ở hầu hết các chương trình giải trí sự kiện lớn, Tim và Trương Quỳnh Anh luôn xuất hiện đồng hành cùng nhau vô cùng thân thiết. Chính vì thế, công khai ly hôn sẽ khiến những lời này không cánh mà bay. Một ví dụ đơn giản khi Tim và Trương Quỳnh Anh đã nhận lời chụp ảnh bìa cho một tờ tạp chí, nhưng là cả gia đình hạnh phúc bên nhau, đùng một cái công khai ly dị sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức hút từ truyền thông đối với cặp đôi này. Rõ ràng, khi Tim và Trương Quỳnh Anh xuất hiện riêng lẻ, hiệu ứng từ công chúng chắc chắn sẽ không thể nào mạnh bằng việc nắm tay, chăm sóc tình tứ, bên cạnh là cậu con trai vô cùng đáng yêu được. Nên duyên từ đóng phim chung kết thúc cũng vì một bộ phim, chiêu PR có lợi hay hậu quả tai hại. Tim và Trương Quỳnh Anh bán duyên khi cùng tham gia bộ phim Bóng Ma Học Đường, trải qua 7 năm gắn bó. Được biết rất có thể sắp tới cả hai sẽ cùng tham gia một bộ phim nữa với nhau. Nhiều người đồn đoán rằng thông tin ly hôn rất có thể chỉ để quảng bá rầm rộ cho bộ phim sắp sửa phát hành. Tim và Trương Quỳnh Anh trong phim ngắn có hẹn cùng hạnh phúc. Tuy nhiên chẳng có ai lại đưa nhau ra tòa để đơn ly hôn, phân chia tài sản và quyền nuôi con vì một lý do ngớ ngẩn như thế cả. Công khai đường ai nấy đi giữa thời điểm một sản phẩm mới mà trong đó cặp đôi trong vai đôi tình nhân hạnh phúc thì hiệu ứng từ khán giả chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều. Phải chăng vì thế mà cả Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn chưa thể để công chúng biết được nội tình bên trong cuộc hôn nhân của mình? Công khai ly hôn liệu có ảnh hưởng đến dự án phim cả hai từng tiết lộ cách đây ít lâu? Mr. Đàm Dương Triệu Vũ chia sẻ nhật ký 14 năm 9 tháng. Sau buổi tiệc kỷ niệm hoành tráng, cặp tri kỷ còn thực hiện nhật ký âm nhạc, kể lại khoảng thời gian gần 15 năm gắn bó bên nhau. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, trong 20 năm ca hát, anh có tới 15 năm đương đầu với thị phi. Anh thấy mình may mắn vì được khán giả, các fan, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là người bạn tri kỷ, ca sĩ Dương Triệu Vũ luôn đồng hành, ủng hộ mọi quyết định của anh. Sau buổi tiệc ngày 15 tháng 5, nhiều người thắc mắc, thực chứ mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ là gì? Điều đó có quan trọng không? Chúng tôi đã bên nhau 14 năm 9 tháng, cùng chia sẻ nhiều khoảnh khắc kỷ niệm cả trong âm nhạc và cuộc sống. Đây là sự may mắn của cả hai, bởi lẽ trong biển người mênh mông, để tìm được một người có thể cùng ta đi qua những buồn vui, hiểu mình như bản thân, khó như đại cát tìm vàng, nhất là trong môi trường showbiz, vốn dĩ hay bị xem là mảnh đất của đố kỵ và thị phi. Trong 14 năm 9 tháng qua, Hưng và Vũ không chỉ có niềm vui tiếng cười mà còn có những lần hờn giận đến mức không muốn nhìn mặt nhau, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Ông Hoàng Nhật Việt cho biết, việc cùng nhau trải qua những vui buồn sóng gió khiến anh và Dương Triệu Vũ phải quên đi cái tôi rất lớn của mình để giữ được nhau trong một thứ tình cảm còn hơn cả ruột thịt của nhau. Anh gọi mối quan hệ của mình và em trai Hoài Linh, cuộc tình không thể gọi tên và rất khó để cả hai tìm cảm giác với một người khác. Nam ca sĩ khẳng định nếu đây là cuộc tình lầm lỗi thì anh cũng mãi mãi không ân hận. Anh cho rằng tình cảm của mình và Dương Triệu Vũ là tình tri kỷ. Vì thế, dù giữa họ từng xảy ra nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn và thất vọng về nhau, nhưng họ vẫn vượt qua gắn bó tới hôm nay. Sự gắn kết giữa Hân và Vũ không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nếu có kết thúc thì cũng là kết thúc để bắt đầu một chặng đường mới. Không ai biết trước được tương lai, Hưng và Vũ luôn nuôi dưỡng niềm tin là sự đồng hành, sát cánh cùng nhau trong âm nhạc,
và cuộc sống sẽ gắn kết chúng tôi thêm nhiều cái mốc 14 năm 9 tháng nữa, Mr. Đàm tâm sự. Cuộc tình của hai ca sĩ từng có những lúc sóng gió gập ghềnh, tưởng không thể vượt qua được. Trong teaser album 14 năm 9 tháng, Mr. Đàm tiết lộ anh có thời gian hạnh phúc ngây ngất trong tình yêu, nhưng rồi mối quan hệ không kéo dài như mong đợi. Nam ca sĩ ước mong nếu thời gian trở lại, anh sẽ yêu đến tận cùng để không phải hối hận. Dương Triệu Vũ từng mơ về một tình yêu đẹp như tranh vẽ, như trong sách vở. Anh yêu cuồng nhiệt nhưng cũng quên rất nhanh.